Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn thông tin đến từ dự án Optimist Name Service Đây là một dự án testnet mà trước đây mình đã hướng dẫn cho các bạn và làm video rất là cụ thể uh, cho anh em rồi nhé Và hiện tại thì nó đã cập nhật về cái thông tin những người giành chiến thắng trong cái sự kiện Beta Tester airdrop campaign này này thì những người có trong danh sách này thì các bạn sẽ nhận được airdrop đến từ dự án nhá các bạn có thể tải cái file excel của nó về này các bạn click vào cái đường link nhá các bạn mở cái file excel của nó lên nó sẽ có như thế này và muốn check thì rất là đơn giản thôi các bạn copy cái địa chỉ ví mà các bạn đã tham gia đây này các bạn copy nhá sau đó thì chúng ta quay trở về cái file excel các bạn nhấn ctrl f và các bạn paste cái địa chỉ ví vào sau đó các bạn nhấn finnext cho mình thì nếu như nó hiện như này có nghĩa là chúng ta đủ điều kiện rồi này. Nằm trong danh sách thì có nghĩa là các bạn đủ điều kiện để có thể nhận được phần thưởng đến từ cái sự kiện này. Và mình xem qua thì à uh, xương xương nó rơi vào tầm khoảng 35.000 ví nhá. Có 35.000 ví đủ điều kiện để nhận được phần thưởng. Và một số thông tin nữa mà các bạn cần phải để ý đó là ở đây mình uh, cho các bạn xem cái phần tokenomic này tokenomics của cái dự án này thì nó à, tổng cung nó sẽ là 21 triệu token tổng cung số lượng này nó giống với số lượng tổng cung của Bitcoin nha các bạn đấy thì nó sẽ dành ra 50 phần trăm dành cho community tức là 10 triệu 500 nghìn token đây là cái phần thưởng Aerop nhé và phần thưởng Aerop này nó sẽ chia thành các cái phần bao gồm beta tester là những cái danh trong cái danh sách này này nó sẽ là 10 phần à, trăm tương ứng với 1 triệu 0.050.000 token và và 60% dành cho spec NFT holder 6 triệu 300.000 token và mainnet domain holder thì cái domain của nó hiện tại chưa mainnet nhé thì những ai mà nắm giữ cái token mainnet của nó thì sẽ được chia sẻ là 3 triệu 150.000 token đấy đấy là những cái thông tin cần thiết để các bạn có thể nắm bắt được thông qua cái dự án này Đấy, token của nó sẽ có ký hiệu là ons nhé và với cái tổng cung này thì chúng ta có quyền hy vọng ở một mức giá rất là tốt đối với uh, một token và đối với cái phần thưởng EROP thì các bạn có thể lấy cái uh, cái số lượng này beta Tester này này ví dụ là nó, nó được một triệu đúng không thì chúng ta sẽ chia cho 35.000 ví thì mỗi ví nó sẽ tương đương khoảng tầm gần 30 token đấy tính uh, nếu mà trong điều kiện lý tưởng một token nó có giá là một đô thì mỗi ví thì các bạn sẽ nhận được là một đô đấy phần thưởng dành cho uh, beta tester còn những phần này thì mình sẽ update uh, ở những cái video sau cũng như là những cái bài viết ở trong cái channel telegram của chúng ta đấy còn uh, tất cả những cái thông tin mà các bạn muốn tham khảo thêm thì các bạn xem chi tiết ở trên trang twitter của nó là open name optimist name service này À, hiện tại đã có gần 200 000 follow ở đây thì nó cập nhật uh, liên tục những cái uh, thông tin cũng như là những cái NFT uh, để chúng ta có thể tham gia vào whitelist đến từ cái dự án này nhé. thì bạn có thể vào trang Twitter của nó để cập nhật. mình sẽ đặt link ở phần mô tả cho anh em. nói chung là chúc mừng cho các bạn đã tham gia và đã giành chiến thắng ở trong cái sự kiện uh, tether của nó nhé. chúc mừng một lần nữa. các bạn nhớ nhé những gì các mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho anh em. À, đừng quên nhấn đăng ký nhấn quả chuông để luôn được update những video những dự án uy tín và chất lượng đến từ channel của tiền sư phụ còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại